mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với phần trả lời thư theo yêu cầu của bạn xem đài. Mở đầu chúng tôi xin trả lời thư của bà Tiêu Xuân Liễu ở phường 1, thành phố Bạc Liêu. Tôi có người em gái bỏ nhà đi đã nhiều năm và cho đến nay, tất cả người thân trong gia đình không ai có bất cứ tin tức gì về người này. Nay, tôi muốn tìm em tôi thì phải làm sao? Theo pháp luật quy định, trường hợp của em tôi có được coi là mất tích hay không? Xin chào bà Liễu, theo pháp luật hiện nay quy định, các trường hợp mất tích sẽ được xác định dựa trên thời gian mà một người biệt tích, không có bất kỳ thông tin gì và không còn liên lạc với bất kỳ người thân thích nào. Cụ thể, tại Điều 68 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định, một người bị tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tuyên bố là mất tích khi đảm bảo điều kiện, đó là sau khi đã áp dụng tất cả các biện pháp về việc thông báo và tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, nhưng người đó biệt tích từ 2 năm liền trở lên, vẫn không nhận được các tin tức xác thực về việc người đó hiện nay đang còn sống hay đã chết, thì tòa án sẽ tuyên bố người đó mất tích theo yêu cầu của người có quyền lợi ích liên quan. Trong đó, thời hạn biệt tích 2 năm được tính từ ngày mọi người nhận được tin tức cuối cùng về người đó. Còn nếu không xác định được ngày nhận được tin tức cuối cùng thì sẽ tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sau tháng có tin tức cuối cùng. Trường hợp không xác định được cả ngày và tháng có tin tức cuối cùng của một người thì thời hạn này sẽ được tính bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng. Như vậy, khi có người thân mất tin tức, mất liên lạc nhiều năm và gia đình bà cũng đã cố gắng tìm kiếm bằng mọi cách mà vẫn không có kết quả, thì bà có thể trình báo sự việc đến công an địa phương nơi người này cư trú để nơi đây hỗ trợ hướng dẫn tìm kiếm thông tin. Nếu như vẫn không có tin tức, thì người nhà có thể yêu cầu tòa án tuyên bố người thân mất tích hoặc tuyên bố đã chết theo quy định của pháp luật dân sự mà chúng tôi vừa nêu. Và lời chúng tôi trao đổi và chúc gia đình bà sẽ tìm được người thân của mình trong thời gian sớm nhất. Ông Quỳnh Quốc Thống ngụ ở xã An Trạch, huyện Đông Hải có thư về chương trình thắc mắc. Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bạc Liêu và nhiều địa phương khác diễn biến phức tạp. Do lo sợ dịch bệnh nên nhiều người dân có nhu cầu tích trữ lương thực thực phẩm trong mùa dịch. Tôi nhận thấy một số cá nhân kinh doanh lợi dụng dịp này đã tự ý tăng giá bán các mặt hàng thiết yếu. Vậy, hành vi này có vi phạm pháp luật? Nếu có thì bị xử lý như thế nào? Thưa ông Thống, gần 2 năm kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện với 4 đợt bùng phát đã tác động ảnh hưởng xấu đến mọi mặt của đời sống xã hội. Và lợi dụng vào nhu cầu tăng đột biến của người dân trước tình hình dịch bệnh, đã có tình trạng một vài cơ sở kinh doanh gom trữ hàng hóa để tăng giá bán một cách bất hợp lý nhằm trục lợi. Đây là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa vi phạm cả về đạo đức kinh doanh. Theo Điều 10 của Luật Giá do Quốc hội ban hành năm 2012 quy định, hành vi định đoạt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý là hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá. Cụ thể, nghiêm cấm việc lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. Nếu cá nhân, tổ chức, sản xuất kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa, lương thực, thực phẩm bất hợp lý, có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc nặng hơn là có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Về mức phạt hành chính, Điều 17 Nghị định 109 năm 2013 của Chính phủ quy định, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác, lợi dụng chính sách của nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. Trường hợp tổ chức vi phạm thì mức phạt là gấp 2 lần đối với cá nhân. Ngoài ra, hành vi cố tình tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong dịch bệnh, nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cũng có thể bị xử lý hình sự về tội đầu cơ, được quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hình phạt với cá nhân là phạt tiền đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 15 năm, còn pháp nhân có thể bị phạt tiền đến 9 tỷ đồng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trả lời thư của ông Lý Văn Phước, ngụ xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân. Nội dung thư ông trình bày. Tôi là nguyên đơn trong vụ án dân sự liên quan đến việc tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản. Sau khi thụ lý đơn, phía tòa án có mời tôi và bị đơn đến tòa án để tổ chức đối thoại và hòa giải. Thế nhưng, tôi không đồng ý. Tôi muốn hỏi trong trường hợp tôi không đồng ý, tòa án có được tiến hành hòa giải hay không? Và thời hạn để tòa hòa giải theo quy định hiện nay là bao nhiêu ngày? Kính thưa ông Phước, tại Điều 19 Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án năm 2020 có quy định về những trường hợp không tiến hành hòa giải đối thoại tại tòa án. Cụ thể, những trường hợp sau đây sẽ không tiến hành hòa giải đối thoại tại tòa gồm: yêu cầu đòi bồi thường do gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, vụ việc phát sinh từ giao dịch dân sự, vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội, người khởi kiện, người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được mời tham gia hòa giải, đối thoại hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt,
không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hoặc không thể tham gia hòa giải đối thoại được vì có lý do chính đáng. Một bên vợ hoặc chồng trong tranh chấp ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự. Một trong các bên đề nghị không tiến hành hòa giải đối thoại. Một trong các bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Như vậy, nếu ông có đơn đề nghị không hòa giải đối thoại, thì căn cứ theo đề nghị của ông, tòa án sẽ không tiến hành hòa giải đối thoại tại tòa. Còn về thời hạn hòa giải tại tòa án, Điều 20 Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án năm 2020 quy định, thời hạn hòa giải đối thoại là 20 ngày kể từ ngày hòa giải viên được chỉ định. Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn này có thể được kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Các bên có thể thống nhất kéo dài thời hạn hòa giải đối thoại nhưng không quá 2 tháng. Trên đây là một số quy định của pháp luật về hòa giải đối thoại tại tòa án. Chúng tôi xin trả lời để ông Phước và quý vị được rõ. Chương trình xin tiếp tục phần trao đổi với thư yêu cầu của chị Phạm Mỹ An ở thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. Tôi đang sống chung với gia đình chồng, nhưng hộ khẩu vẫn còn bên nhà cha mẹ ruột. Hiện chồng tôi muốn xin tách hộ khẩu riêng. Vậy, trước khi làm thủ tục tách khẩu, chồng tôi có cần phải nhập hộ khẩu tôi vào hộ khẩu gia đình chồng, rồi mới xin tách khẩu hai vợ chồng ra riêng, hay phải chờ chồng tôi tách khẩu xong, sau đó tôi mới nhập khẩu vào? Thời hạn giải quyết theo quy định là bao lâu? Chị Mỹ An thân mến, vậy câu hỏi của chị là có nên làm thủ tục nhập hộ khẩu chị vào chung với bên chồng, sau đó xin tách khẩu hai vợ chồng ra hộ mới, hay là chờ cho chồng chị làm thủ tục tách khẩu xong, khi đó chị mới xin nhập khẩu vào hộ mới? Trong hai trường hợp mà chị nêu ra thì chị có thể thực hiện theo cả hai cách. Cả hai cách trên đều không ảnh hưởng gì tới quyền lợi của vợ chồng chị cũng như con cái sau này. Còn theo chúng tôi thì chị nên chọn phương án thứ hai, tức là sau khi chồng chị xin tách hộ xong, khi đó chị hãy nhập khẩu vào, vì đây là cách nhanh gọn nhất. Pháp luật về cư trú hiện nay cũng có quy định về các trường hợp cá nhân có cùng một chỗ ở hợp pháp với các cá nhân khác thì được tách hộ khẩu khi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu. Như vậy, nếu có nhu cầu tách hộ khẩu thì chồng chị cần liên hệ cơ quan công an có thẩm quyền thực hiện các thủ tục tách hộ khẩu theo luật định. Khi tách sổ hộ khẩu cần mang theo các giấy tờ gồm sổ hộ khẩu, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký quản lý hộ khẩu cho công an cung cấp nơi người đó chuyển đến. Vừa qua, chương trình có nhận được thư của ông Nguyễn Giang Nam, ngụ ở phường 7, thành phố Bạc Liêu. Thư ông hỏi. Vừa qua, sau khi cấp thẻ căn cước công dân cho tôi, cán bộ công an có giao trả lại chứng minh nhân dân cũ, nhưng đã bị cắt gốc. Vậy, chứng minh nhân dân bị cắt gốc có sử dụng được không? Và tôi có được đồng thời sử dụng thẻ căn cước công dân và cả chứng minh nhân dân hay không? Xin chào ông Nam. Theo quy định của Bộ Công an hiện nay, khi cấp đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip, chứng minh nhân dân cũ của người dân sẽ được cắt gốc và trả lại cho người dân. Như vậy, chứng minh nhân dân cũ bị cắt gốc sẽ không còn giá trị pháp lý. Việc trả lại thẻ đã cắt gốc cho người dân là nhằm tạo thuận lợi để xác nhận số chứng minh nhân dân và số căn cước công dân là cùng một người khi họ thực hiện các giao dịch với ngân hàng và các giao dịch khác. Đối với thẻ căn cước công dân, Điều 20 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định về giá trị sử dụng của thẻ như sau. Thẻ căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Thẻ căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được yêu cầu công dân xuất trình thẻ căn cước công dân để kiểm tra về căn cước, được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ căn cước công dân để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Nhà nước bảo hộ quyền lợi ích chính đáng của người được cấp thẻ căn cước công dân theo quy định của pháp luật. Tóm lại, khi được cấp căn cước công dân thì chứng minh nhân dân của công dân sẽ hết giá trị sử dụng, nên ông không thể sử dụng đồng thời cả chứng minh nhân dân và căn cước công dân. Liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chúng tôi xin trả lời thư của anh Ngô Hữu Quốc, ngụ ở xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Nội dung thư anh hỏi. Vợ chồng tôi chung sống với nhau từ năm 2020 và sắp đón đứa con đầu lòng. Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Xin hỏi trường hợp chưa đăng ký kết hôn như vợ chồng tôi, thì khi sinh con, có được làm giấy khai sinh cho con hay không? Anh Quốc thân mến, theo luật hộ tịch và các văn bản pháp luật khác có liên quan quy định, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con.
Trường hợp cha mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em. Như vậy, dù cha mẹ chưa đăng ký kết hôn với nhau nhưng trẻ sinh ra vẫn có quyền được khai sinh. Theo khoản 6 điều 4 luật hộ tịch năm 2014 quy định, giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, người có trách nhiệm phải đăng ký khai sinh cho con. Còn tại Điều 15, Nghị định 123 năm 2015 của Chính phủ cũng có quy định, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha mẹ. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh, họ dân tộc quê quán quốc tịch của con được xác định theo họ dân tộc quê quán quốc tịch của mẹ, phần ghi về cha trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh của trẻ để trống. Căn cứ các quy định trên, trẻ sẽ được khai sinh tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người mẹ cư trú, thường trú hoặc tạm trú. Người đi khai sinh cho trẻ nộp tờ khai theo mẫu, giấy chứng sinh, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú của mẹ cho Ủy ban Nhân dân cấp xã để tiến hành khai sinh cho trẻ. Khi đó, phần họ dân tộc quê quán quốc tịch của trẻ được xác định theo họ dân tộc quê quán quốc tịch của mẹ, phần ghi về cha trong giấy khai sinh của trẻ được để trống. Đối với trường hợp của con anh quốc, nếu muốn khai sinh cho con có tên cha thì cần tiến hành làm hai thủ tục gồm thủ tục nhận cha con và thủ tục đăng ký khai sinh cho con.